Mùa xuân đang gõ cửa, mang đến niềm tin, hy vọng về một năm an lành, sung túc. Và đây cũng là dịp mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau chặng đường mưu sinh đầy lo âu và vất vả. Dịp Tết năm nay, nhiều khu điểm du lịch tại thành phố Cần Thơ cũng mở ra nhiều dịch vụ, hoạt động mới phục vụ du khách gần xa. Tam giác mạch Farm Cần Thơ tại quận Cái Răng có thêm nhiều vườn hoa mới như hồng ri, hoa cải trắng và hoạt động bắn cung, vườn dưa, cà chua bi đáp ứng nhu cầu du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ngoài ra, tại căn nhà màu tím làng hoa Cần Thơ ở quận Cái Răng, phố Ông Lan ở huyện Phong Điền, hoa hồng Coffee ở quận Ninh Kiều đều có những vườn hoa các tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt, phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh của nhiều bạn trẻ. Tại Victoria Resort Cần Thơ còn có chương trình trải nghiệm Tết xưa với các hoạt động xin chữ thay đồ cùng nghệ nhân làm bánh tét, mứt dừa, bánh bột đậu, vân vân.